Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa. Huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, 8 trên 35 hợp tác xã hoạt động hiệu quả. Cô giáo Nhâm Thị Tứ tại trường mầm non Đông Hoàng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình có nhiều sáng kiến trong quản lý dạy và học. Nam Định tích cực xây dựng tủ sách lớp học. Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đẩy mạnh biện pháp xử lý rác thải nông thôn. Thưa quý vị và các bạn, trên địa bàn huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương có 35 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp đã chuyển đổi hoạt động theo luật hợp tác xã. Qua khảo sát sau khi chuyển đổi theo mô hình mới, hiện tại 8 hợp tác xã phát huy hiệu quả liên kết nhiều khâu dịch vụ, điển hình như hợp tác xã Tân Minh Đức, hợp tác xã Hồng Hưng, hợp tác xã Đoàn Thượng và hợp tác xã Gia Xuyên. Các hợp tác xã còn lại sau khi chuyển đổi mới chỉ chủ yếu hoạt động ở hai khâu dịch vụ là thủy nông và đánh bắt chuột. Nguyên nhân nhiều hợp tác xã hoạt động chưa hiệu quả chủ yếu là do các thành viên ban giám đốc hợp tác xã đa số đã cao tuổi, không đủ năng lực điều hành các dịch vụ liên kết nhiều khâu dịch vụ và do thiếu vốn để hoạt động. Trong xây dựng nông thôn mới, tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất, cụ thể là phát triển kinh tế hợp tác, được xác định là nội dung hết sức quan trọng, bởi đây là mô hình hỗ trợ đắc lực cho người dân phát triển sản xuất hiệu quả và bền vững nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Với thực tế hiện nay, thì mô hình liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân vẫn được xem là ưu việt nhất trong việc tổ chức sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Bởi quá trình sản xuất được cơ giới hóa, áp dụng công nghệ cao, tiên tiến, công tác bảo quản, sơ chế được quan tâm, việc tiêu thụ sản phẩm thuận lợi. Thông qua mô hình này cũng có phần quan trọng thực hiện đề án phát triển mô hình hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả đến năm 2020. Từ đó, vai trò của các tổ chức như hợp tác xã, tổ hợp tác được nâng cao, thực sự là người đại diện, người bảo hộ cho nông dân tham gia chuỗi liên kết có việc làm ổn định, thu nhập tăng cho các thành viên. Đây cũng là định hướng lâu dài cho sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp một cách hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, được thành lập từ năm 2015, Hợp tác xã Nông nghiệp An Phú, thị trấn Phố Mới nhanh chóng vươn lên, trở thành điểm sáng trong phong trào sản xuất nông nghiệp của huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Bằng những phương án kinh doanh hiệu quả, hoạt động của Hợp tác xã không chỉ đem lại lợi ích thiết thực cho các thành viên, giúp họ yên tâm gắn bó với mô hình Hợp tác xã kiểu mới. Hợp tác xã Nông nghiệp An Phú được thành lập năm 2015. Ngoài nuôi cá lồng trên sông, hợp tác xã còn sản xuất và kinh doanh một số nông sản địa phương có lợi thế. Điển hình là khoai tây, hợp tác xã đã tham gia cùng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hội Nông dân Quế Võ trong quá trình tạo lập và phát triển nhãn hiệu tập thể khoai tây Quế Võ. Thực hiện đúng quy chế quản lý nhãn hiệu tập thể, hợp tác xã đứng ra kiểm soát từ khâu lựa chọn giống có nguồn gốc rõ ràng, các hộ thành viên phải tuân thủ, ghi chép đầy đủ quá trình chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Cách làm này dần được xây dựng thương hiệu cho hợp tác xã. Nhiều thương lái đến tận ruộng thu mua với giá cao. Riêng năm 2016, khoai của hợp tác xã bán ra cao hơn từ 1.000 đến 2.000 đồng một kg so với các hộ trồng thông thường. Từ thành công bước đầu đó, nhiều hộ tự nguyện xin tham gia hợp tác xã. Đến nay có 19 thành viên, tạo thêm việc làm cho từ 50 đến 100 lao động thời vụ. Bên cạnh sản xuất khoai tây, hợp tác xã chỉ đạo thành viên mở rộng canh tác một số nông sản có thế mạnh của Quế Võ. Liên kết với một số doanh nghiệp với những kết quả tích cực, năm 2017, Hợp tác xã Nông nghiệp An Phú vinh dự được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen là đơn vị có sản phẩm tiêu biểu giai đoạn 1997-2017. Phát huy tốt tiềm năng vốn có, cùng với những định hướng hợp lý, trong đó tập trung đầu tư mở rộng vùng sản xuất đối với một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực như lúa chất lượng cao, thủy sản sau an toàn. Những năm gần đây, sản xuất nông nghiệp của xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đang có những bước tiến mạnh mẽ trên cơ sở gắn sản xuất với thị trường, đẩy mạnh sản xuất theo hướng hàng hóa. Để thực hiện hiệu quả nghị quyết 05 của tỉnh ủy và nghị quyết 02 của huyện ủy Kim Sơn, về phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức sản xuất tiên tiến, bền vững giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030. Đồng Hướng đã triển khai quy hoạch các vùng sản xuất chuyên canh, trong đó tập trung vào vùng sản xuất lúa, tôm, cá và nuôi trồng thủy sản là 6,7 ha, khu trang trại 4 ha, vùng trồng rau an toàn công nghệ cao là 5 ha, vùng sản xuất lúa đặc sản 150 ha. Chính quyền địa phương phối hợp với các cơ quan chuyên môn triển khai nhiều chương trình, dự án nhằm chuyển giao ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất. Chủ trương này tạo được sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.
Đến nay, các vùng quy hoạch phát triển sản xuất đang được triển khai thực hiện và đều phát huy hiệu quả cao. Từ đó đã giúp người dân thay đổi phương thức, tập quán canh tác nhỏ lẻ, manh mún sang sản xuất hàng hóa, tiếp cận với tiến bộ khoa học kỹ thuật, những giống cây trồng vật nuôi mới. Đến nay, giá trị canh tác trên 1 hecta đạt trên 110 triệu đồng. Trên địa bàn tỉnh Nam Định, hiện có trên 10 hợp tác xã chuyên về nuôi trồng thủy sản với hàng trăm hộ tham gia liên kết, thành lập hợp tác xã. Hiệu quả hoạt động hợp tác xã nuôi trồng thủy sản ở các địa phương đã được khẳng định rõ. Với vai trò đại diện, tập thể, các hợp tác xã nuôi trồng thủy sản đã đứng ra giúp các thành viên tiếp cận dễ dàng hơn với các chính sách hỗ trợ của tỉnh. Điển hình như ở Hợp tác xã Dịch vụ nuôi trồng thủy sản Xuân Hòa, huyện Xuân Trường, Hợp tác xã Khai thác thủy sản Ngọc Lâm, huyện Nghĩa Hưng, Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Tây Chùa, xã Yên Trung, huyện Ý Yên. Hàng năm, các hợp tác xã cung cấp con giống có chất lượng, năng suất, giá trị kinh tế cao cho các hộ nuôi trồng thủy sản như cá chép lai ba máu, rô phi đơn tính, cá trôi, cá mè, cá chấm đen, tôm thẻ chân trắng, cá vược, cá song. Kết hợp với cung cấp thức ăn nuôi trồng thủy sản, trên nguyện vọng và nhu cầu chung, các hợp tác xã nuôi trồng thủy sản còn huy động các nguồn lực để mở đại lý thức ăn thủy sản. Trước hết là để phục vụ cho các thành viên trong hợp tác xã và sau đó là cho các hộ nuôi trồng tại địa phương. Thông qua dịch vụ của hợp tác xã, các hộ thành viên có thể mua thức ăn nuôi trồng thủy sản rẻ hơn từ 10 đến 12% so với mua giá trên thị trường. Nhờ sự hợp tác cùng nhau làm kinh tế, đến nay hầu hết các hộ thành viên của các hợp tác xã có doanh thu bình quân hơn 150 triệu đồng một năm trở lên. Cá biệt có những hộ đạt từ 700 triệu đồng đến 800 triệu đồng một năm. Chương trình xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, theo Tổ chức Y tế Thế giới, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đang là nguyên nhân gây tử vong hàng thứ tư trên thế giới. Tại Bệnh viện Phổi Thái Bình, số bệnh nhân điều trị do mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ngày càng tăng. Điều đáng nói, đa phần bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nặng phải hỗ trợ thở máy, do trước đó không được sử dụng thuốc dự phòng thường xuyên hoặc chủ quan không đi thăm khám. Hút thuốc từ năm 25 tuổi cho tới nay đã ngoài 50, ông Đặng Văn Thiều vẫn cho rằng bản thân chưa có bệnh thì không có gì đáng ngại. Chỉ đến gần đây, khi sức khỏe có vấn đề, ông mới nhập viện thì phát hiện đã mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thì ở nhà thì nó tự nhiên là nó bệnh là nó không có cái hiện tượng ho ẩu gì. Nó khó thở cái là nghĩ nó bình thường, lên viện thì mới biết là bị tắc nghẽn. Những bệnh nhân chủ quan như ông Đặng Văn Thiều không phải là hiếm. Bệnh viện Phổi Thái Bình đã tiếp nhận nhiều ca mắc phổi tắc nghẽn mãn tính nhập viện trong tình trạng nặng do phát hiện bệnh muộn. Trong đó, đa phần là bệnh nhân trên 40 tuổi, nhưng đáng ngại là độ tuổi đang ngày càng trẻ hóa. Qua khai thác tiền sử, có tới 90% số bệnh nhân mắc bệnh do trước đó hút thuốc lá, thuốc lào. Số còn lại là do yếu tố môi trường như hít phải khói bếp than, bếp củi, rơm rạ thường xuyên. Theo các bác sĩ, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thường tiến triển âm thầm, các triệu chứng lúc đầu rất nhẹ nhưng ngày càng nặng hơn. Phát hiện sớm là mấu chốt trong việc điều trị căn bệnh nguy hiểm này. Bệnh COPD mà không điều trị thì rất là nguy hiểm. Thứ nhất là bệnh nhân dẫn đến suy hô hấp, thứ hai nữa là tràn khí màng phổi. Nếu mà bệnh nhân mà không được điều trị thuốc củng cố tại nhà cũng như là điều trị tại bệnh viện thì có thể dẫn đến tử vong. Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hiện nay chưa có thuốc quay ngược lại tiến triển của bệnh mà chỉ làm giảm triệu chứng và chậm lại tốc độ nặng lên thông qua việc dùng thuốc đúng cách, đầy đủ và tránh tiếp xúc với tất cả các yếu tố nguy cơ. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người khi thấy bệnh thuyên giảm đã chủ quan bỏ điều trị hoặc dùng thuốc không theo hướng dẫn của bác sĩ. Các bác sĩ cũng lưu ý, với người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, ngoài việc tuân thủ điều trị và khám sức khỏe định kỳ, cũng cần giữ ấm và có chế độ dinh dưỡng, luyện tập phù hợp. Việc tăng sức đề kháng bằng cách tiêm vaccine cúm đầy đủ sẽ giúp tránh các đợt bội nhiễm, ngăn ngừa đợt cấp của bệnh. Thấy bệnh nhân trong tình trạng cần máu gấp mà lượng máu nhóm B dự trữ của bệnh viện tạm thời hết. Bác sĩ của khoa ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên vừa tham gia phẫu thuật vừa chủ động hiến máu để cứu người. Do tai nạn giao thông, bệnh nhân Nguyễn Tấn Dũng, 15 tuổi, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đã nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, nặng nhất là chấn thương sọ não, vùng hàm mặt, ngực, phần đùi và mất rất nhiều máu. Các bác sĩ đã tiến hành 4 cuộc phẫu thuật. Trong khi lượng máu dự trữ cùng nhóm máu B với bệnh nhân tạm hết, người nhà tham gia hiến máu cũng không đủ nên bác sĩ Bùi Trà Giang trong kiếp mổ đã chủ động hiến máu cứu người. Chị vừa trực tiếp tham gia phẫu thuật, vừa hiến máu cho bệnh nhân.
Trước đây trong các tình huống cứu người khẩn cấp khác, các bác sĩ của bệnh viện cũng luôn chủ động hiến máu cho bệnh nhân. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện cuộc vận động, mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Cô giáo Nhâm Minh Tứ, hiệu trưởng trường mầm non Đông Hoàng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, đã có nhiều sáng tạo trong quản lý và giảng dạy. Là một tấm gương tiêu biểu, làm theo lời Bác, luôn gương mẫu trong công việc, được đồng nghiệp yêu quý. Với lòng yêu nghề, mến trẻ, năm 1998, cô giáo Nhâm Minh Tứ xin về trường mầm non Đông Hoàng công tác. Trong suốt những năm giảng dạy, cô Tứ luôn chịu khó học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp. Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn với hoạt động chuyên môn, nâng cao chất lượng giáo dục, nuôi dạy trẻ. Ngay từ đầu các năm học, cô giáo Nhâm Minh Tứ đã cụ thể hóa các nội dung công tác thông qua những hoạt động giáo dục thường xuyên. Đồng chí hiệu trưởng là một đồng chí luôn luôn gương mẫu với mọi người trong việc làm theo cái tấm gương tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, thì đồng chí luôn là những người gương mẫu đứng đầu và quán triệt những cái chủ trương mới của tấm học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác để truyền đạt lại những cái kiến thức đó cho các chị em đồng nghiệp. Hàng tháng trong các kỳ sinh hoạt chi bộ, cô Tứ thường xuyên lồng ghép sinh hoạt chuyên đề, phân công cho từng giáo viên, đảng viên sưu tầm kể lại những câu chuyện, bài hát, bài thơ về Bác, góp phần giáo dục cho trẻ đức tính giản dị, trung thực, có lòng yêu thương con người, kính trên nhường dưới. Đặc biệt, năm học vừa qua, sản phẩm đồ dùng học tập do cô Tứ thiết kế đã giành giải nhất cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ kỹ thuật cấp tỉnh và giải khuyến khích toàn quốc. Thực hiện cái việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì chúng tôi xác định đây là việc làm thường xuyên. Thế và thực hành làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác thì trong thời gian vừa qua tôi cũng có tận dụng những cái nguyên vật liệu, những cái phế liệu sẵn có để sáng tạo nên cái bộ đồ dùng dạy học đa năng. Và bộ đồ dùng này thì được sử dụng trong cái việc tổ chức các hoạt động cho các cháu ở trường. Và qua đó thì cũng giáo dục được các cháu học sinh là thực hành tiết kiệm các cái phế liệu, sử dụng các cái phế liệu để làm ra những đồ chơi để các cháu hoạt động trong nhà trường. 20 năm công tác trong ngành giáo dục, dù ở cương vị nào, cô Tứ cũng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Với sự linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo của cô giáo Nhâm Minh Tứ, chất lượng giáo dục trường mầm non Đông Hoàng năm sau luôn cao hơn năm trước, trở thành trường học trong top dẫn đầu cấp mầm non trong toàn huyện. Nhiều năm liền, cô là chiến sĩ thi đua, được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen và được cấp bằng lao động sáng tạo. Cô giáo Nhâm Minh Tứ xứng đáng là tấm gương sáng trong học tập và làm theo lời Bác. Với mục đích để học sinh có được những thông tin hữu ích phục vụ cho học tập, rèn luyện các phẩm chất, năng lực và hình thành văn hóa đọc, góp phần hình thành kỹ năng sống cho các em. Những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Sở Giáo dục Đào tạo, các nhà trường, đơn vị giáo dục trên địa bàn tỉnh Nam Định đã quan tâm đến việc nâng cao văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh, trong đó tập trung khai thác hiệu quả thư viện nhà trường và xây dựng phát huy hiệu quả của các thư viện lớp học. Hiện nay, toàn tỉnh đã xây dựng được hàng trăm thư viện trường học đạt chuẩn quốc gia, trong đó riêng ở bậc tiểu học có khoảng 300 thư viện đạt chuẩn. Nhiều trường học đã huy động được nguồn kinh phí từ địa phương và xã hội xây dựng thư viện khang trang với hàng nghìn đầu sách báo tạp chí và các tài liệu nâng cao phục vụ công tác bồi dưỡng giáo viên giỏi, học sinh giỏi, có giá trị thiết thực đối với giáo viên và học sinh trong nghiên cứu, giảng dạy và học tập. Để những cuốn sách đến gần hơn với các em, thực hiện phong trào xây dựng 12.600 tủ sách lớp học. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 6.400 tủ sách lớp học với 131.900 đầu sách, 514.000 bản sách. Đọc sách không chỉ trau dồi kiến thức khoa học xã hội cho học sinh mà còn rèn luyện kỹ năng, nâng cao khả năng sử dụng ngôn ngữ. Vì vậy, bên cạnh những nỗ lực xây dựng thư viện đạt chuẩn, bổ sung nguồn sách, thời gian tới, các nhà trường tiếp tục chú trọng xây dựng văn hóa đọc cho học sinh, khơi gợi cho các em sở thích đọc sách để khi các em say mê đọc, chủ động tìm đến sách để phát huy hiệu quả thiết thực của thư viện trường học. Giai đoạn dưới 6 tuổi được xem là giai đoạn vàng cho sự phát triển của trẻ. Nhận thức được điều đó, gần đây, trường mầm non quốc tế Bambini, thành phố Hải Dương đã áp dụng phương pháp giáo dục mới cho trẻ mầm non, bước đầu mang lại hiệu quả, được các bậc phụ huynh quan tâm cho con em tới học. Không có cảnh học sinh học thụ động trong các bài giảng và các hoạt động trên giấy, cũng không có cảnh lớp học theo từng tuổi với sự cạnh tranh và so sánh giữa các trẻ với nhau.
Với phương pháp lấy trẻ làm trung tâm, trường mầm non Ba Mini áp dụng phương pháp giáo dục chuẩn Montessori và giảng dạy. Tại đây, trẻ được học tính độc lập kỷ luật, đặc biệt các giờ học ngoại khóa đã giúp trẻ có những trải nghiệm bổ ích lý thú. Với trẻ bậc mầm non, vẽ múa tiếng Anh hay các tiết mục khám phá, nấu ăn thực sự là những hoạt động rất hữu ích. Thông qua đó, trẻ có thể phát triển khả năng cảm thụ về màu sắc, âm nhạc, ngôn ngữ, trí tưởng tượng. Riêng tiếng Anh cũng đã giúp trẻ giao tiếp linh hoạt, tự tin hơn. Trên địa bàn tỉnh Nam Định hiện có trên 124 làng nghề, trong đó có 17 làng nghề truyền thống với lịch sử hàng trăm năm được người dân cả nước biết đến. Du lịch làng nghề truyền thống đang là bước phát triển mới của ngành du lịch tỉnh Nam Định. Những năm qua, nhiều du khách trong nước và quốc tế đã đến với các làng nghề truyền thống. Tuy nhiên, việc khai thác du lịch làng nghề còn nhiều hạn chế, chưa xứng với tiềm năng, do một số nơi chưa có kinh nghiệm về quản lý và tổ chức, phát huy thế mạnh của sản phẩm du lịch này. Phát triển du lịch làng nghề truyền thống không chỉ mang lại lợi nhuận kinh tế, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, mà còn lưu giữ, bảo tồn những giá trị văn hóa của dân tộc. Thời gian tới, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, các huyện thành phố cần chủ trì, định hướng những giải pháp mang tính chiến lược, phù hợp với điều kiện thực tế của từng làng nghề, đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch của tỉnh, trong đó có sản phẩm du lịch làng nghề, quan tâm nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, tôn tạo cảnh quan môi trường, tiến hành sưu tầm các tài liệu, hiện vật có giá trị về truyền thống của các làng nghề. Cần xây dựng quy hoạch khu sản xuất, khu triển lãm để du khách tham quan tìm hiểu và có thể tham gia làm một số công đoạn tạo ra sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, tăng cường các hình thức quảng bá, xúc tiến du lịch và đẩy mạnh kết nối các tour tuyến tham quan từ các vùng miền trên cả nước nhằm thu hút khách du lịch đến tham quan Chiêm Bái, được coi là những giải pháp quan trọng được triển khai thực hiện để thúc đẩy ngành phát triển. Các hoạt động này được tiến hành đa dạng phong phú đã góp phần đem lại hình ảnh đất và người Ninh Bình tới đông đảo bạn bè trong và ngoài nước. Hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch được ngành du lịch đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, các hội chợ, hội thảo, qua Internet và phát hành ấn phẩm. Trung tâm xúc tiến du lịch Ninh Bình đã soạn thảo đưa tin bài phản ánh đầy đủ và kịp thời các sự kiện của ngành trên trang thông tin điện tử bằng 3 ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp, thu hút trên 7 triệu lượt khách trong nước và quốc tế truy cập. Đặc biệt, Sở Du lịch đã phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, thường xuyên biên dịch và cập nhật nội dung trang thông tin điện tử của Sở, các ấn phẩm du lịch Ninh Bình sang tiếng Nhật, hỗ trợ một số khách sạn về nghiệp vụ quản lý, xúc tiến quảng bá hình ảnh. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong hoạt động quảng bá hội chợ, triển lãm du lịch nhằm tiếp cận với các công ty du lịch, đại lý lữ hành, các nhà điều hành du lịch trong và ngoài nước, qua đó tăng lượng khách, đặc biệt là khách quốc tế, khách theo tour về với Ninh Bình. Với mục tiêu phấn đấu của ngành du lịch trong năm 2018 là đón 7,2 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt 2.700 tỷ đồng. Mới đây, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thái Bình tổ chức hoạt động ngày thứ 7 tình nguyện hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018. Hoạt động có sự tham gia của gần 300 đoàn viên thanh niên, tham gia vệ sinh môi trường, cắt cỏ, chăm sóc cây tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh, dọn vệ sinh và gắn biển công trình góc phố xanh tại phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình. Mục đích của việc tổ chức hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 là nhằm duy trì và tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, hướng đến thay đổi hành vi, hình thành lối sống thân thiện môi trường, phấn đấu 80% người dân áp dụng những hành vi bảo vệ môi trường đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày. Ô nhiễm môi trường ở vùng nông thôn từ chất thải, rác thải trong sinh hoạt chăn nuôi là vấn đề tồn tại nhiều năm qua tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Xác định được những thực trạng tồn tại, thời gian qua huyện Yên Phong đã có nhiều biện pháp tích cực nhằm hạn chế tình trạng ô nhiễm rác thải nông thôn trên địa bàn. Hiện nay, bình quân mỗi ngày toàn huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh phát sinh khoảng 130 đến 150 tấn rác thải sinh hoạt do chưa có nhà máy xử lý. Nên lượng rác thải sinh hoạt đang được lưu tạm thời tại 63 điểm tập kết của các thôn xóm. Mặc dù được xử lý sơ bộ, nhưng do thời gian kéo dài, rác thải sinh hoạt tồn đọng nhiều, nên nhiều điểm tập kết đang trong tình trạng quá tải, ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường. Để giải quyết vấn đề cấp bách về môi trường, huyện Yên Phong đã ban hành chủ trương hỗ trợ kinh phí cho các địa phương trong việc xử lý rác thải sinh hoạt tại các điểm tập kết rác của các thôn bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2018. Đồng thời, các ngành chức năng thường xuyên phối hợp với các địa phương trong công tác kiểm tra xử lý tình trạng đổ rác thải bừa bãi gây ô nhiễm môi trường trên các trục đường chính, ven đê, kênh mương. Sau 2 tháng triển khai thực hiện tình trạng ô nhiễm môi trường từng bước được khắc phục. Bảo vệ môi trường nói chung
quản lý thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt nói riêng là một nhiệm vụ cấp bách thường xuyên, là trách nhiệm của các cấp các ngành và toàn thể nhân dân vì mục tiêu phát triển xã hội bền vững. Tuy nhiên, để từng bước giải tỏa sức ép trong việc xử lý rác thải sinh hoạt và về lâu dài, mục tiêu của địa phương vẫn là sớm đưa vào vận hành khu xử lý rác thải tập trung của huyện. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.